Tử vi tuổi Mão tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ là chẳng ai không muốn biết số mệnh của mình, biết trước là tốt hay xấu. Làm việc gì thì cũng mong được thuận buồm xuôi gió và cuộc sống thì luôn được khỏe mạnh, hạnh phúc, ấm êm. Và đặc biệt đó là không bao giờ chúng ta cần phải lo nghĩ về tiền. Thưa quý vị, số mệnh con người tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Và trong đó việc chúng ta cầm tinh con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy thì trong lục thập hoa giáp, con giáp nào được trời định là người tốt số? Số trời sinh mang mệnh phú quý trong tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần này. Chỉ cần sống chân thành thì sẽ được phúc đáp xứng đáng, hưởng cuộc sống thập toàn thập mỹ đủ đầy. Như quý vị đã biết thì cuộc sống con người chúng ta sợ nhất đó chính là cảnh túng thiếu, nợ nần. Tuy nhiên thì mỗi người mỗi hoàn cảnh và buộc họ phải đối diện với cuộc sống mà đôi khi mình không mong muốn. Trời sinh ra thì ai cũng có vận mệnh riêng. Những khó khăn trong cuộc đời cũng chỉ là những thử thách mà chúng ta ai cũng phải vượt qua. Tử vi số mệnh trong tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần này sẽ có mệnh chủ là số hưởng. Mặc dù có số bôn ba vất vả và thậm chí là phải nợ nần túng thiếu trong năm 2021 Tân Sửu, nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ bắt đầu từ tháng 4 âm lịch này. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi thì sẽ có nhiều quý nhân phù trợ. Vì vậy mà tương lai phía trước vô cùng rộng mở, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Vâng, và hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát chúng ta đi tìm hiểu về vận trình tuổi Mão trong tháng 4 âm lịch này quý vị nhé. Để hiểu rõ hơn, xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý gia chủ tuổi Mão trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng 4 năm 2022 âm lịch, vận trình công việc của những người cầm tinh con mèo không được mấy suôn sẻ, công việc kinh doanh dễ thất bát, đổ bể, công việc làm ăn có sự thay đổi trong vài tháng này. Các quý gia chủ tuổi Mão chưa nên mở rộng hợp tác, rất dễ bị thua lỗ và phá sản. Với những người tuổi Mão trẻ tuổi, bạn là người thích ăn chơi, trải nghiệm và tự tạo niềm vui cho cuộc sống thì tháng này khá ổn với bạn. Đầu xuân năm mới công việc của bạn không quá nặng nề, căng thẳng. Tuy vậy cần phải chú ý có trách nhiệm với công việc của mình và đôi khi cần bỏ cái tôi của bản thân để lắng nghe ý kiến, sự chỉ bảo từ cấp trên, đồng nghiệp, tiếp thu những điều tốt để hoàn thiện bản thân. Bạn giỏi, luôn có những ý tưởng mới mẻ, tự tìm ra con đường mới cho mình, nhưng nhược điểm duy nhất của bạn đó là lười và bảo thủ. Tháng 4 âm lịch, hãy biến những khuyết điểm thành ưu thế thì bạn sẽ thu được những thành quả bất ngờ trong công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi năm Nhâm Dần cho thấy, trong tháng 4 này, tài lộc với người tuổi Mão không được tốt, tiền bạc gặp nhiều khó khăn, bất lợi, không có tiền dư giả, đủ chi tiêu trong công việc. Công việc kinh doanh gặp nhiều bất lợi, bấp bênh, sóng gió, tiền làm ăn không thu hồi được vốn. Ngoài ra, tử vi cũng dự báo rằng tháng này những người tuổi Mão sẽ gặp phải thị phi do tiền bạc đem đến, nên trong công việc nếu có thua lỗ hay cần vốn tuyệt đối không nên vay mượn người thân, bạn bè, bởi vì chỉ một chút sơ suất có thể mất cả tình lẫn tiền. Vậy nên quý gia chủ tuổi Mão nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định làm ăn chung vào tháng này, để tránh gặp phải những điều không may mắn dẫn đến hậu quả khó lường. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc sẽ kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe.
Tử vi tuổi Mão năm 2022 cho thấy, vào tháng 4 âm lịch, sức khỏe của những gia chủ không được tốt. Sức khỏe bị suy giảm do suy nghĩ nhiều, từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và người làm trong ngành tài chính, bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần phải chú ý các bệnh liên quan đến xương khớp. Vận mệnh của người tuổi Mão trong năm nay cần tìm người bầu bạn, tránh ở một mình và có những suy nghĩ tiêu cực khiến cho sức khỏe ngày càng suy yếu thêm và nên bảo đảm ăn uống đầy đủ để có được sức khỏe thể chất và tinh thần thoải mái nhất. Với những người đã có bệnh sẵn nên thường xuyên thăm khám bác sĩ kẻo để lâu dẫn đến biến chứng sẽ khó điều trị. Đi ngoài đường cũng cần phải chú ý từ tai nạn xe cộ. Các quý gia chủ tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Theo chuyên gia phong thủy thì phương diện tình duyên của tuổi Mão trong tháng này không được tốt, dễ gặp nhiều phiền muộn do tình cảm gây ra. Không những vậy, chuyện tình cảm đôi khi còn ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Đối với tuổi Mão đã có gia đình thì vợ chồng bất hòa, lục đục, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã khiến cho không khí trong gia đình bất ổn. Hãy đứng vào vị trí của nhau để nhìn nhận và thấu hiểu. Nếu cứ giữ cái tôi và quan điểm cá nhân thì tuổi Mão sẽ ngày càng đẩy người mình thân yêu rời xa hơn. Những người tuổi Mão độc thân tháng này cũng khó tìm kiếm được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm vừa chấm nở đã sớm lụi tàn, vậy nên khó có thể thành công. Cẩn trọng sẽ có người thứ ba xen vào chia rẽ phá đám tình cảm của hai bạn. Về gia đạo, tháng này đưa tới chuyện buồn, dễ có tang sự của người trong dòng tộc. Tử vi của từng tuổi Mão trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Mão sẽ cần phải cẩn trọng đường công danh sự nghiệp, nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận càng cần phải chú trọng hơn. Cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Gia chủ Quý Mão cần chú ý tuổi này của bạn, tiền tài hay danh vọng cũng không còn là mối quan tâm hàng đầu. Hãy dành thời gian cho sức khỏe và gia đình. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Đối với các gia chủ tuổi Ất Mão, trong tháng này nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử, hợp, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh. Có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ, cố gắng, bạn cũng cần phải chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Trong tháng 4 âm lịch, vận thế của người tuổi Đinh Mão bình ổn, bạn sẽ đón khá nhiều cơ hội và thách thức trong tháng đầu năm mới. Cơ hội phát triển tăng lên, đi kèm chính là thách thức và áp lực, đòi hỏi tâm lý phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó với mọi biến động có thể xảy ra, từ đó gặt hái được thành công như mong đợi. Tuy nhiên, tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không cần thiết, bản mệnh cần phải thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người bên trên và tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên. Làm việc gì cũng nên giữ tinh thần dĩ hòa vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Những người còn độc thân có thể được đón nhận nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cần phải biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người, tránh đào hoa xấu. Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Vận thế của người tuổi Kỷ Mão có những bước phát triển tích cực trong tháng 4 năm 2022, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người còn đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng ỷ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở, tham khảo giúp tăng cường vốn hiểu biết. Về chuyện tình cảm, tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc cho nên dễ đem những chuyện cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và Dậu thành Kim Cục,
xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuổi Tý. Đối với người tuổi Mão trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 4 năm 2022, tức ngày 8 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 4 năm 2022, tức ngày 20 tháng 5 năm 2022. Dương lịch có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Mão trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 4 năm 2022, tức ngày 9 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 4 năm 2022, tức ngày 21 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy gia cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 4 âm lịch, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, thành công và bình an trong cuộc sống.